Ok. Rồi em làm đi Ok. chơi em tap full full màn hình cho nó coi đi, em tap ra ngoài đi, em like full màn hình không có gì hết. Đúng không? Rồi. Hẹn cái kia lên, hẹn cái mà bảng limit gì đó. Đây, đây nè, Đây các bạn. nè, em ghi lại nè. Dấu sạc, chữ L nó có sẵn luôn. Anh ghi là anh nãy chết đúng không? Là Di ghi là lắc xác. Nó ra chữ GL thì mình test thử cái đó là cái gì. Nè, bấm đi em có đi. Đấy. Thấy chưa kia? À là ban ban nét hay là Nó chỉ kích cái thôi, cái thằng admin nó nói chuyện kiểu đéo gì khó hiểu thiệt.